hàng thì vô hồi là chó chú là toàn mẫu là nó đâu có bắt heo đặc điểm, nó không bắt heo mà như mình nọc là nó cắn, thì chú vô ngay cột dây con này chút xíu ngay hồi đó là đâu có mút sáng đâu, thì hai thằng đi đi dắt thằng nó sáng đi thì chú cầm cái dao mắt mắt góc gừng của chú, mắt gừng chú cỡ này mình ngang cỡ này chứ đâu phải ấy đâu mà là cái dao gãy rồi chú gác kiếm luôn, nó là không còn đi săn này. Sao mà gãy chú? Thì mình lấy rồi thì mình chém nó thì nó đánh rồi cây dao cái cỡ đó là đánh gãy dao đó, chỗ cỡ nào đó đánh gãy dao rồi đó là dạ nghệ luôn. Đánh đánh với con gì chú? À, con heo. Con heo chú là nói là cái đọt bồn bồn của mình nó thấp thoáng được bồn bồn bề cao ở dưới lên đó là mấy là có khoảng cỡ 2 thước. Cái bồn bồn cao lắm. Đó là ngay chân tủ đọt bồn đó là cái chú là nói là hồi đó là con heo này là nói là nổi tiếng mà cái lỗ tai của nó bằng cái nón đệm của mình đội cái nón đệm mà bà ơi, cậu cao quá, chiều cao 2 thước nó đâu phải mà ấy, nó đội thấp thế đồng bồn mà nó đâu có sợ mình đâu. Đó thì chú vô hai thằng đi đây xéo đây là đây khoảng phải chừng cây ngoài số hồi đó đây rừng không à thì bây giờ nó bao lại đâu cho vô đây bột vô 500 thước tới rừng đây nó thì chú đi hai thằng thì con chó giác thường sáng chó đụng luôn nó vì nó quá như đây đợi mình lỗi mình nó chứ nó đâu sợ mình có khoảng một con ngoài đó lần đó rồi chứ nói rồi đã thắng rồi đụng con heo bự rồi thì bỏ nó thắng rồi thằng thắng thì nó cũng kiên trì nó rồi đụng mà để mày không dám mày để tao chém để tao đâm thì nó cầm cái dao chắc á nó mới đưa dao tao thì con chó thì nó cũng sủa thì thôi là nó không có con nó không cần con chó cắn nó là cắn như tầm thường như là con chó mà cắn vô cái miếng cái cây gì thôi chứ không có cái nhầm cái gì mà lủng da hay là xề hớn gì đó chứ rồi là nó cái da nó cốc rồi tới cỡ đó là chả biết tới cỡ nào rồi thì thằng nắng nó mới đi lại là để chắc thì nó gặp rồi nó nghe cái hơi của người ta rồi nó cây nó quấn rồi nó quấn mà dần dớn nó quấn cái gì nó nạo cái gì nó bị sâu xuống cả 5 tấc 6 tấc là dớn phân nó đút cái đít ra đó còn hai nó có tay nó gì nó quạt gì đó. Để nó đợi mình đó thì thằng thắng nó nói để tao lộn sao thì chú cấp đó là chúng nó không được thắng rồi bây giờ đó, tao kiếm cái cây tao leo cho bây giờ là con heo là tao không dám rồi đó. Nó thì thằng thắng nó cũng dồn là có hai cây tràm chú leo cây cỡ này còn cây cũng chịu bên thì nó mới lội lợi ở sao vậy lội lợi để chém con heo nó tính là không ngờ là con heo là nó không thấy cái cây sậy khô cái nhánh trà khô lớn nó bước nó vừa dở dao vậy đi là nó bước nghe cái gắt nó quay lại vừa dao vừa thằng thắng nó bước một thằng thắng là té ngang không còn cái đường nào muốn cong cái dao nó tao biết tới cỡ nào là thằng thắng nó lết không chứ không có còn cái đường nào mà để mà chở tay mà con chó chú đó 13-14 kg nó dám cắn cái đùi con heo mà để căng lại nó cắn là lôi nó cắn là nó nói là con heo con chó là con chó cắn nó dung không có thể được rồi mà chó săn là nó dữ lắm chứ đâu phải là nó hèn đâu nó là nó quạo chừng nào là con mắt nó đỏ luôn nó cắn dữ trời lắm thì nó cắn là coi như tầm thường của nó là con heo là không có gớ đậm con chó không có nhúc nhích mà nó bù theo thằng thắng là con chó nó cắn cái giò giựt lại gì thì thằng thắng nó lết xong lết được cỡ khoảng 3 tầng lên tới cái tràm rồi nó leo lên cái tràm nó quay lại con chó nó quấn hụt con chó con gái rồi đó ha bề ngang bề lớn bề dài bề dai ha là cầm như cái cháu xách cái lưỡi vô bầu cho cạo tới da cạo như mình xách cái lưỡi bầu cạo con chó một lần gì nó quấn hụt con chó nhảy ngang nó quấn là đứt ngọt tới cỡ đó cháu biết là tới cỡ nào thì quay lại là con chó nhảy ngang bên rồi là cấp nó mới quay lại nó chạy cho đi leo cây rồi thì nó không cần gì nữa thì cứ ngồi ngay gốc cây rồi nó đánh cái hụt nó ngồi tại cái gốc cây đó nó làm cái cây là nó thiếu điều muốn bung kinh muốn ngã cái cây đó là cháu thấy là cái cây cầm cỡ này thì mình biết cỡ nào nó cạp lên là không còn một chút vỏ nào hết nó cạp cái cây thằng thắng là hạ xuống đó mà nó ngồi là chú với thằng thắng đó, chú leo cây bên đây thằng thắng bên đây đó chịu cho mày từ sáng đó. Là hai thằng chưa ăn cơm nước mà chịu cho tới 4 giờ chiều nó không bò
mà con chó là không dám vô, bây giờ mình đâu có bia, nó con chó vô là đâu có nhận gì nó đâu, là ngồi nó lại hoài lại quỷ, mà hai thằng ở trên cây này ngồi đó bụng nó không thể nào mà xuống làm sao xuống được, xuống thì chết với nó. Chúng nó bắt đầu nó bỏ đi rồi, tao nói thắng rồi thắng mày cãi tao, tao nói tụi mày trên đời đụng con heo này là không có thể nào mà mày diệt được nó, cỡ trăm ngoài ký là cái tầm thường của chú với con heo nó quá khứ là không có thể nào mà cái tưởng sức nổi của mình. Là cháu cỡ nào giỏi gì giỏi mà cỡ đó là cháu đâm là không có thể nào cũng nó cứ làm nó là lăn chay, nó lăn vô là cái da nó đã cóc như vậy, cái cỡ này là cái dao của mình là không có thể nào chém, chỉ là chày thôi chứ không có cái đường nào mà cháu mà chém mà ngọt nó được, mà cháu đâm là không có thể nào mà đâm được nó. Thì mình hạ nó là hạ không được ở chỗ đó thôi. Nó thì rồi nó bỏ đi rồi chú chiến thắng xuống tuột xuống rồi nó đi ra rồi bắt chó cái người là cháu thấy lắc đầu. Là như mình chắc cái lưỡi bào mình cạo lông chó mình cạo mà không để không cạo một đường bay dai bị ngăn đến một đường gì đó. Là như là chắc cái lưỡi bào chó cạo tới là thịt đưa tới da mà làm nó sắc lẻn gì lưỡi cháu biết cỡ nào chú cho à chứ sau có con heo khoảng 180 chú có lấy nằm. Mà cái anh chú cho thằng em cái anh đó trả chú 10 triệu, chú hồi trước chú trả chú 10 triệu chú đo thằng em đi ngăn con heo chứ là phải còn ở đây rồi chú lấy gì cho tao coi. Nó cái đặc điểm nó khác, bây giờ đừng có nói với chú mà cái nạn mà mấy cái người mà đeo ngăn heo đồ với chú ở đâu có nói là heo điểm, chú nói toàn bộ cái này là ngăn heo Mã Lai, con heo này không phải là con heo rừng của mình, nó có nhược điểm khác nhau chứ đâu phải ấy đâu. Chú dòm đi còn cháu đeo gì á là chú nói là cái nanh theo thiệt hay là nanh theo giả liền chứ đâu phải ấy đâu. Là cái nanh con heo của người mình nó khác, nó chịu quấy rồi đó là thử cháu thảy vô lửa này thôi cho cháu không bao giờ cháy đâu. Là đặc điểm của nó đó, đó là cháu thảy không bao giờ cháy. Còn cái nguyên nạn mà nó đeo cái bây giờ này hiện tại giờ, đó toàn bộ là heo Mã Lai thôi. Nó đốt vô cháy rồi mới bụi vô cổ miếng của chúng ta chơi sách thấy rồi nó găng vàng vàng như người sách ra kỳ gì đâu cũng trắng rồi. Chứ không bao giờ mà nó nói nó nghĩ chú biết bao nhiêu mà chú đâu có ấy, chú đâu có bán. Vậy là cái cục mà chạm trán với con heo rừng khổng lồ đó là không thể nào bây giờ nó không bắt không được nó luôn ha. Dễ gì cuối cùng bắt không được, không được luôn. Dạ là cháu không thể nào cháu vào bẫy nó không bao giờ dính của, làm như nói không phải nói cái của bà cậu không. Là con heo khổng lồ đó là của bà cậu à, không thể nào mà cháu lấy được nó. Dạ nói cháu muốn gài nó đâu phải chuyện đơn giản, nó đâu quá cái tuổi cái sức của nó sống nó là tội, xin lỗi chứ tội cái tuổi mình thì dám có thể bằng không. Dạ hai tuổi chắc thành tinh luôn không phải cái của không, nó cái thiên nhiên cái gì cũng gì của bà cậu. Mình phải muốn là cái gì mình phải xin bà cậu. Xin bà cậu à, chứ không phải mình muốn làm ngang được con. Làm ngang không thể nào được. Bây giờ cho cháu xuống bao nhiêu cái cần bản không bao nhiêu. Con heo mà chú đã lấy nanh đó, con heo đó là cái chú mà cái bữa đó chú kẹt câu chuyện với chú như thế. Chú người đó chú dâu. Chú phải còn lại là chú với nó con hai thằng phải vết giả một. Rồi thầy luôn thất bại một thằng mới có thể chết. Chết thì không có thể đến đổi với chết mà phải là lết bắn như đó, không có đường nào. Bởi vì nó có 200, nó có 180-200 trở lại. Chứ không, mình theo mình đánh giá là 200 kg. Chứ là bảy dính rồi. 200 kg. Là dính từng bảy rồi. Nó dán bẻ cái đột bảy mà chàm cái này là cái đột bảy đó. Nó bẻ vậy nha. Nó máng đi. Nó dẫn đi, nó đi cân sậy mà sậy gột không có bò. Nó đi một cái đường này nha, có một thước bề dài có khoảng 500 thước. Là đi cái làng cái lần mình càng hay xách cái cài liên tục. Nó đi tới khoảng 500 thước là nó quấn lại nữa. Dòng chàm cỡ này nó cắn vuông chứ có khoảng nửa cốc. Nó cắn nó đợi để nó ngồi nó đợi chú vô tâm bậy đó. Còn khoảng nửa công đất nó cắn chàm cỡ nó cắn gạt hết.
Rồi bây giờ cái trời hạn quá, nó nắng quá nó chết chứ không có cái gì. Mà bởi vì đó là chú không có kẹt cái gì, nó là chú vô là cũng rất dài nó lắm. Nó thì ngay chân chủ vậy, nó ngồi đó, nó đợi mình không được, nó khát nước quá. Nó mới đi, lội đi khoảng cỡ một trăm thước nữa. Là nó kéo, vẫn kéo cái đoạn đường bảy. Một cỡ khoảng 100 thước nữa. Gặp cái gốc của lục, nó nói mẹ, nó cỡ ôm mẹ mày dài cỡ 2 thước. Là nó nằm xuống chỉ có lúa lên bao nhiêu mà nó dán tọc xuống mà nó quấn cái khúc của lực dăng lên, nó cháu biết cái sức mạnh của nó phải cần nó dăng cái khúc của lực dăng lên đó, nó qua cái khúc của lực đó rồi bắt đầu nó vô trong một cái cây tràm, một đám tràm rồi. Nó dấn trong đó mà tràm cỡ này cỡ này cái cấp đó là nó đúng sức quá, cắn vô chút này khoảng là 4 tầng cắn gẹp hết, nó cắn dám hy sinh, cắn giò, nó cắn gần đứt nửa cái giò của nó là cắn bỏ rồi. Rồi cái cấp đó đi hạn quá rồi nó khát nước, nó mệt, nó không có nước uống là nó chết rồi. Chú vô thấy là chú lắc đầu là nó hy sinh, nó cắn giò bỏ đó là tao biết nó cỡ nào. Là chú là về đây tới giờ chú đụng hai chặt, nó là chặt con heo mà chú nói là cái một con heo đó là hai chặt. Là khi sống ở đây mấy chục năm rồi nào giờ là có hai lần chạm hai lần đụng chạm là cùng một con đó hả chú? Không, hai con, hai con khác nhau, hai con khác nhau. Con kia chết, con kia là nó dính bẫy đó, nó cắn một người đó là chết. Còn con đầu là còn con mất. Kia là bây giờ tới giờ cũng không nghe, không thấy được, không thấy luôn, mình không có vô nữa. Dạ quá vậy à, mình không biết được. Quá trời heo đó là không khổng lồ heo đó, quá bự. Mà sao cái vũ khí của chú bị gãy á, nó đánh công luôn mà đánh gãy công luôn. Nó quấn được cái dao cỡ đó mà luôn cả người luôn, nó cuốn tròn luôn, mà cuốn cái dao nó cuốn công còn tròn gì thì sao biết là cái sức của nó cỡ nào. Nó đi nó lùa thằng thắng đó, nó cuốn cái tay cỡ đó là vừa là để đâm đó, mà nó vừa là cái dao nó vừa cuốn luôn cả người mình đó, là tính là nó cái sức của nó cỡ nào. Đâu phải mà cái chuyện đấy đâu, mình nó nói lơ tơ mơ mà đâu phải mà giết nó hạ nó, đâu phải mà chuyện đơn giản đâu. Chắc cũng phải thế chứ không thế đi, mình cũng cứ thế của mình đó, mình phải giữ nó bằng cái kiểu cách nào chứ. Ví dụ thôi, bây giờ nó dính gần bảy rồi là chỉ một giò rồi. Cháu phải biết thế vô, chứ không biết thế là cháu đâu có thể nào mà vô được chứ. Nó mà trong cái vòng chăn cá của nó, bây giờ dính gần bảy, nó vẫn đây, nó cắn toàn này, cắn toàn hết. Là vì cái dây bẫy nó căng tới đâu thì nó căng tới đó, có tròn hay dạt gì đây. Là cháu trong khi muốn bắt sống nó hay là cháu muốn đặt nó thì nó rất hiện. Cháu đứng ở ngoài chẳng cắn, ngoài cái vòng nó đứng nó cắn. Cháu phục vô vòng là cháu chết nó. Phục vô lội trong cái gì nó cắn ra tròn cái gì đó rồi. Là ngay chân tổ nó ngồi như cái bình vậy đây. Mà cháu đứng ở ngoài này, thấy không, là vừa mí nó, là cháu ngoài này. Chứ cháu phục vô trong này là cháu không thể nào chạy kịp hết. Là nó lùa cháu liền, là cháu chết tại đó, thấy không, là mình muốn bắt sống của nó.